bốn trái. Lấy 5 trái đi 20.000. Bây giờ mấy đứa nó đi học rồi. Cháu lớn hả? Lớn rồi, đi học trường mầm non rồi. Rồi thấy vậy thôi, tại đi về. Chứ bây giờ mình không hỏi cũng không làm gì. Vậy là đi bán chứ cũng vậy. Trời cũng mưa ha. Dạ. Mới tháng này là gì? Mưa sớm thì cho dân người ta đừng có bị chết khô. Mà có sớm quá thì tội nghiệp mấy người làm lúa. Mấy người làm lúa để người ta kêu thu hoạch lúa rồi mưa vừa ha. Ừ. Trời ơi, sao cũng không vừa với ai hết chứ. Dạ ba bữa cái đẩy ở đây nè kiếm con mua. Trời ơi, cứ đẩy vòng vòng ở đây nhóc hoài cái gì. Sao không đẩy mà đâu biết đâu. Ở này đáng lại đâu. Thấm dài. Ăn hôm nay cũng gần nửa tháng à. Dạ.